Lại là em Thành Đạt đây, em chào cả nhà mình nhá. Thì hôm nay em lại làm gia vị vịt quay đây các bác ơi. Đấy. Số lượng thì các bác nhìn là biết là gia vị nhà em chắc là không ngon đâu nên là em bán được nhiều như vậy đúng không? Đấy. Đây, ở bên dưới nữa các bác ạ. Em thì cứ khoảng vài ba ngày thì em lại làm một công thức tầm độ 1 tấn các bác ạ. Bác nào mà đang quay vịt mà chưa ngon nhé các bác nhé, thì các bác liên hệ với em, sản phẩm này thì em đảm bảo với các bác là cạnh tranh được với thị trường và ăn rất là hút khách, tiện lợi, dễ sử dụng, bảo quản lâu nhé các bác nhé. Đấy. Cái này thì em đang bán giá là 150.000 một cân nhé, em niêm yết giá trên toàn quốc luôn, tại vì nhà em thì không qua kênh phân phối nào cả nên là giá này là một giá các bác ạ, mua sỉ mua lẻ đều giống nhau nhé. Em bán cho người quay nên là tất cả đều là bằng giá sỉ hết đấy. Sử dụng thì cái này nó có hai cách sử dụng, thì các bác có thể sử dụng được 30 con trên một cân này thì nó sẽ hơi nhạt một xíu, còn nếu mà như tỷ lệ của em mà muốn ngon ấy thì các bác mỗi một cân thì này thì các bác dùng được khoảng 20 đến 25 con thì là nó sẽ là ngon nhất. Còn nếu mình sử dụng lên 30 con thì nó sẽ giảm được cái chi phí đi. Nhưng mà theo em thì nhiều bác thì cũng là thắc mắc là giá nó cao đúng không? Tại vì em thì em muốn là đánh vào cái vấn đề là đông khách. Tức là nhiều khách mua hàng thì sẽ chiến thắng các bác ạ. Còn nếu mà mình tập trung quá vào cái vấn đề giá thành ấy thì sẽ rất là khó để thu hút được lượng khách nhiều nhé các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang quay vịt chưa ngon ấy mà kể cả không lấy gia vị nhá thì các bác cũng có thể liên hệ em, thì em hỗ trợ các bác cách lên màu này chưa đẹp này, rồi nước chấm của các bác chưa ngon thì các bác cứ liên hệ với em vẫn tư vấn và hỗ trợ anh em thoải mái nhá. Đấy, đây là toàn bộ máy xay thảo mộc này, máy trộn này các bác này. Đấy, hôm nay thì em làm có hơn chục thau này thôi. Đấy. Rất rất nhiều gia vị nhé các bác nhé, cứ 2 ngày thì nhà em sẽ làm một mẻ như thế này, tầm rơi vào khoảng 7 đến 8 tạ thì em bán hết đến đâu thì em lại làm đến đấy các bác ạ. Ngoài cái gia vị vịt thì nhà em vẫn có cả gia vị heo quay các loại nhá, rồi gà quay. Gà quay nhà em thì khách hàng cũng đang đánh giá rất là ok về cái sản phẩm đấy đấy. Gia vị gà quay và heo quay chứ không mạnh bằng gia vị vịt được, nhưng mà cũng số lượng khách hàng đang đánh giá rất là cao về cái sản phẩm đấy nhà mình các bạn ạ. Thì khi các bạn mà mới vào ngành quay nướng đấy thì các bạn có thể xin kèm theo một cái quyển sách này, ở trong này của em có hướng dẫn chi tiết công thức làm nước chấm cho vịt quay các bác này đấy, và các cái loại như là đây là gia vị ướp vịt quay này, cách quay vịt này, ướp chân giò này các bác này, đấy, ướp gà quay này các bác này, cách làm ba chỉ nướng lò xích này, đấy, cái này em có cả vịt Vân Đình này, công thức ba chỉ nướng chum này, thì các bác cứ xin theo một quyển sách này cộng với các bác tham khảo ở trên kênh YouTube của em, kênh YouTube ấy. Thì trên đấy em có dạy cả kỹ thuật quay luôn, thì các bác ở xa thì cũng không cần phải đến nhà em học nghề đâu, các bác cứ gọi gia vị này kết hợp với các bác xem ở trên kênh của em, các bác làm thử 1-2 lần là thành công thôi. Chỗ nào mà chưa thành công thì các bác cứ liên hệ với em thì em sẽ hỗ trợ các bác thêm nhé. Đấy, nhiều lúc em hơi bận một chút thì anh em cũng thông cảm, dạo này vừa chạy xưởng rồi sụn vừa chạy gia vị thì anh em dạo này cũng ép đơn quá. Gia vị thì nói chung một ngày em chạy khoảng một vài trăm cân, còn dồi sụn thì em vẫn chạy đầu tấn một ngày nhé các bác nhé. Bác nào có nhu cầu về các cái món quay nướng thì các bác cứ liên hệ em theo số điện thoại 098 55 88 562 nhé. Đấy, hoặc là Zalo ở số là 083 222 2298 nhé. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ cho Thành Đạt nhé. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành nhé.